Một buổi chiều thứ bảy hạ tuần tháng 6 vừa qua, gia đình cựu quân nhân sư đoàn 21 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa kết hợp cùng một số đơn vị bạn tại Seattle họp mặt chung vui liên hoan kỷ niệm 5 tháng phục vụ dưới cờ cùng các tiết mục ca hát nhạc lính của thời chinh chiến. Buổi liên hoan tổ chức tại Trung tâm Sinh hoạt Á Châu, Seattle. Đây là năm thứ tư, ban tổ chức là anh em gia đình sư đoàn 21 bộ binh vẫn khoản đãi chu đáo, bữa ăn, thức uống và quà là áo thun mang hình ảnh người lính chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một loạt ca khúc hùng tráng quân hành đã được ghép thành liên khúc đầy sáng tạo, một số tiếng hát địa phương với Ngọc Hoa cũng như ca sĩ Mai Lệ Huyền đã đưa người tham dự về một khung trời kỷ niệm của miền Nam Việt Nam trong những năm chinh chiến. Ca sĩ Mai Lệ Huyền vừa được Trung tâm Asia thực hiện xong một DVD riêng ca ngợi những ca khúc tiêu biểu một thời kỷ niệm, cho đến nay vẫn thu hút những người có một thời yêu chiến sĩ. Họ đã đến đây chung vui, một phần vì sự có mặt của Mai Lệ Huyền cũng như chờ đón DVD Asia mang tiếng hát đầy kỷ niệm. DVD và CD Mai Lệ Huyền mang theo được hưởng ứng nồng nhiệt, tương tự như phần trình diễn sống động và trẻ trung của Mai Lệ Huyền. Phạm Hoài Hương và Bảo Đôn tường trình từ Seattle, Washington. Xin một tràng vỗ tay quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Và trước khi Mai Lệ Huyền hát thì tôi cũng xin giới thiệu với quý vị, hôm nay Mai Lệ Huyền có đến đây và đem một số CD. Xin mời quý vị ủng hộ cho Mai Lệ Huyền.